Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay viện thẩm mỹ Korea 99 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội xin phép được chia sẻ tiếp tục về những khách hàng làm giảm mỡ bằng tinh chất Matte Lipo rất thành công của viện thẩm mỹ. Và hôm nay xin phép được chia sẻ với một khách hàng là chị đã sử dụng dịch vụ này được bao lâu thời gian rồi chị nhỉ? Mình sử dụng được 2 tuần. 2 tuần. Và chị thấy là cái lượng mỡ trên cơ thể của mình nó được đào thải như thế nào? Trước đây là mình sau sinh là từ 57-58 cân, sau đó sau một thời gian giảm ở nhà mãi chỉ được 1-2 cân thôi. Vâng. Thế đến bây giờ là sau 2 tuần mình giảm được 8 kg. 8 cân lượng mỡ thừa cho vùng cơ thể của chị. Nếu như mà xét theo những cái tình trạng hiện tại bây giờ thì em cũng không thể nào nghĩ được là mình đã sử dụng cái phương pháp này rồi. Đó, và cơ thể của chị thì hoàn toàn khỏe mạnh sau cái liệu trình này đúng không ạ? Mình càng cảm thấy khỏe mạnh, vui vẻ, tự tin. Vâng. Em sẽ xin phép là chia sẻ một chút xíu nhé về cái hình ảnh trước khi sử dụng dịch vụ của chị đây. Các bạn có thể nhìn thấy khách hàng của chúng ta là chị bị sau khi mà tích mỡ khá là nhiều sau khi mà sinh con xong nhé. Đó, và vùng cơ mỡ thì gần như là nó xuất hiện tập trung toàn bộ cái phần bụng trước, hai bên hông và phần đằng sau thắt lưng khá nhiều. Đặc biệt là vùng da nó bị trùng chảy. Thì với cái liệu trình giảm mỡ bằng tinh chất Matte Lipo thì chị đã đưa tinh chất trên cái vùng bụng và vùng bắp tay của mình. Và có thể thấy là mình đưa tinh chất vào vùng nào thì cái cơ mỡ ở tại vùng đó nó sẽ có hiệu quả đối với vùng đó. Ngoại trừ khả năng làm mềm và đào thải mỡ thì nó còn giúp cho tình trạng da và cơ của mình trở nên săn chắc nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy khách hàng của chúng ta chỉ sau vòng 2 tuần sử dụng dịch vụ thôi có thể nhìn thấy là một cái cơ thể hoàn toàn khác. Chị có thấy là bạn bè của mình này hoặc là ông xã của mình có cái khen ngợi gì về cái liệu trình dịch vụ của chị không? Không những ông xã, bạn bè mà học sinh cũng rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên đúng không ạ? Bây giờ cơ thể mình đã như thế này. Vâng. Nên là con thả tự tin. Có thể nhìn thấy cái váy này hiện tại mà chị mặc thì nó gần như là không có cái khuyết điểm gì luôn á. Vâng. Với liệu trình dịch vụ này thì chị có thể chia sẻ cho em một chút là chị có thấy cơ thể mệt mỏi hay là cần phải có thời gian kiêng khem nghỉ dưỡng gì không chị? Không, mình không phải kiêng khem gì, vẫn tự tin, vẫn vui vẻ hơn. Vâng. Khi là mình đi đến đây giảm cân. Vâng. Thoải mái hơn. Vâng. Với cái liệu trình dịch vụ giảm mỡ bằng tinh chất Matte Lipo của viện thẩm mỹ Korea là cái phương pháp mà mình đưa tinh chất vào vùng nào thì cơ mỡ sẽ giảm tập trung tại vùng đó nhé. Và đặc biệt với cái liệu trình dịch vụ này thì Korea cũng tự hào là cái đơn vị đầu tiên đã đưa cái phương pháp giảm mỡ này về tới Việt Nam và điều trị cho rất nhiều trường hợp khách hàng có cái tình trạng cơ mỡ thừa như chị đó. Và với liệu trình này thì viện thẩm mỹ Korea xin phép nhấn mạnh là nó hoàn toàn không có gây đau đớn, không mất thời gian kiêng khem nghỉ dưỡng và có thể đi lại sinh hoạt ngay sau khi sử dụng dịch vụ. Đặc biệt là với liệu trình này thì hiện tại viện thẩm mỹ Korea đang có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 70% và chương trình hỗ trợ tặng vùng hoàn toàn miễn phí khi khách hàng sử dụng từ 3 ml tinh chất trở lên ạ. Đó, và với liệu trình này thì em cũng mong là chị có thể chia sẻ nhiều hơn nữa cho những bạn bè đồng nghiệp của mình đang quan tâm về dịch vụ có thể ghé qua trực tiếp viện thẩm mỹ Korea để sử dụng cái phương pháp rất là tuyệt vời này nhé. Chắc chắn mình sẽ giới thiệu cho bạn bè. Vâng. Mình thấy rất hiệu quả. Vâng. Với cái liệu trình mà quá hiệu quả như vậy á thì viện thẩm mỹ xin phép là được chia sẻ lại một lần nữa với liệu trình dịch vụ giảm mỡ bằng tinh chất Matte Lipo. Đây là phương pháp mà đưa tinh chất vào vùng nào thì cơ mỡ sẽ giảm tập trung tại vùng đó và ngoài ra không có ảnh hưởng gì đến tình trạng sức khỏe nhé. Ngoài ra với liệu trình dịch vụ này thì viện thẩm mỹ cũng cam kết là mình có thể ra về sinh hoạt hoàn toàn bình thường ngay sau khi sử dụng dịch vụ. Mọi cái thắc mắc của quý vị quan tâm về dịch vụ giảm mỡ bằng tinh chất Matte Lipo có thể inbox trực tiếp vào trang fanpage của viện thẩm mỹ hoặc có thể ghé qua một trong hai cơ sở viện thẩm mỹ Korea tại 99 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội và cơ sở thứ hai tại 7981 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội để được các chuyên gia sẽ kiểm tra và tư vấn cho mình kỹ hơn về dịch vụ. Em cảm ơn chị về những cái chia sẻ nhé và sẽ chúc cho chị thành công hơn nữa trong cái công việc đào tạo học sinh của mình và sẽ giữ mãi được cái vóc dáng đẹp như thế này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến viện thẩm mỹ trong thời gian dài qua và đang theo sát cùng với viện thẩm mỹ trong cái quá trình mà điều trị cho rất là nhiều trường hợp khách hàng giảm mỡ thành công bằng phương pháp Matte Lipo này nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip livestream của viện thẩm mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những. Vâng, em cảm ơn chị. Em chào chị. Chào các bạn.